À, vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì tiếp tục lên cho các bác các dòng sản phẩm tủ lạnh ngăn đá phía dưới của bên thương hiệu Aqua. Aqua năm nay ra mắt rất nhiều các dòng tủ mới thiết kế độc lạ và nhiều tính năng. Đấy, có cả những cái con thiết kế mặt gương để các bác soi được luôn. Nhìn rất chỉ sang trọng và giá thành thì rất chỉ là hợp lý. Thì hãy cùng em theo dõi vài phút video thôi để xem đó là những cái model gì. Và các bác mua sắm thì những dòng này sẽ có dung tích từ hơn 200 lít trở lên mọi người nhé. Dung tích từ hơn 200 lít trở lên là cái con nhỏ nhất ở đây. Sau đó là cái con to nhất ở phía bên này của chúng ta theo dung tích lên đến gần 400 lít. Đấy. Và đầu tiên ở phía bên góc, phía bên ngoài cùng là những cái con tủ mà có dung tích là 260 đến 280 lít. Là con tủ đầu tiên bên ngoài này. Với một cái giấy dài tủ như thế này thì mọi người sẽ nhìn thấy là bên em thì luôn luôn có kê dòng tủ 2 cánh, 4 cánh, side by side dọc dài để mọi người đến trực tiếp lựa chọn. Con đầu tiên thì là con tủ AQR gạch ngang IG298EB chấm màu GB là màu đen. Dung tích của chúng ta là 284 lít mọi người nhé. Dung tích là 283 lít là dung tích tổng, còn dung tích sử dụng là 260 lít. Dung tích sử dụng công suất của chúng ta là 90W, hàng xuất xứ ở Việt Nam. Và thiết kế bên ngoài là mặt gương. Với giá tiền chỉ có rơi vào đâu đấy 9.290.000 một con tủ đầu tiên, đó là thiết kế mặt gương soi như thế này mọi nhá. Mặt gương này là coi xưa soi nó mờ. Chúng ta sẽ có những dòng tủ mặt xương soi trong này. Đấy, mọi nhìn thấy nhá. Soi mờ đây này. Và những cái dòng tủ như thế này thì hầu như em thấy các dòng tủ Aqua đều mặt gương là thiết kế bảng điều khiển điện tử ở phía bên ngoài. Đấy, có cái điều chỉnh nhiệt độ của từng ngăn, và đặc biệt hơn là các dòng tủ Aqua là đều có sử dụng ngăn cái đông mềm. Cái ngăn đông mềm của thương hiệu Aqua thì các bác nhìn thấy nó có rất nhiều các chế độ khác nhau, đó là chế độ là đá này, chế độ đông 10 độ C này, chế độ đông mềm âm 7 độ C này, chế độ đông mềm là âm 1 độ C. Trong cái khoảng ra từ âm 1 đến âm 7 là chúng ta khoảng là đông mềm. Và chúng ta có khoảng thời gian ngăn mát là 3 độ C và 5 độ C. Tức là chúng ta điều chỉnh được cái ngăn đó thành rất nhiều, từ 5 chế độ khác nhau, 2, 4, 6 mà nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chế độ cho cái ngăn đông mềm đa năng. Thì cái ngăn đấy nó được thiết kế ở phía bên trong tủ như thế này, người ta gọi là ngăn Maric Room. Cái ngăn này là nhiệt độ chúng ta điều chỉnh từ âm 18 đến 5 độ C mọi nhé, riêng cho một cái ngăn này, rất rộng luôn. Ở thông thường các dòng tủ em thấy cái ngăn đông mềm của nó khá nhỏ đấy. Và kể cả ngăn hút chân không, nhưng mà đối với Aqua thì cho các bác cái ngăn rất to luôn, tách biệt dưới ngăn rau củ quả ở phía trên. Mọi người nhìn thấy đây. Đấy. Và ngăn rau củ quả lại có thêm cả công nghệ là giữ ẩm mọi người nhá. Đây. Nó có một cái khu vực là cái bảng ngăn HCS Plus là khu vực chống ẩm. Nó sẽ hạn chế độ lạnh xuống phía dưới này và giữ cho thực phẩm chúng ta không bị đóng cũng như là thực phẩm tươi ngon hơn. Công nghệ làm lạnh thì chúng ta có công nghệ làm lạnh cooling 360 độ cooling, làm lạnh công làm lạnh vòm giúp cho thực phẩm đồng đều hơn và lạnh nó được sâu hơn. Ngăn đá thì ở phía dưới nhé, với chỉ có 9.290.000 cho khu vực một con tủ của Aqua dung tích hơn 200 lít, gần 300 lít ở đây. Ngăn đá chúng ta đá làm bá bằng tay. Đấy, khay kính các thứ đầy đủ. Về phần thiết kế thì các dòng khác nó cũng tương đồng với nhau, nó chỉ khác nhau phần kích thước thôi. Con tủ tiếp theo là con tủ với kích thước ca to hơn là lên đến 320 lít. AQR gạch ngang B379MB MA.WGB cũng là thuộc dòng mặt gương, hàng xuất xứ ở tại Việt Nam. Và dung tích của chúng ta là dung tích tổng là 350 lít, dung tích sử dụng là 320 lít. Công suất cũng sẽ là 90W trên 1 giờ. Giá tiền là 12.220.000 cho 12.200.000. Là các bác sở hữu con tủ mặt gương như thế này rồi. Không gian bên trong thì cũng rất chi là tiện lợi, với khu vực ngăn Maric Room, ngăn chuyển đổi đa năng, ngăn rau củ quả, ngăn khu vực chống ẩm HSC, khu vực bên này làm lạnh cooling 360 độ cooling. Ngăn đá, ngăn mát thì nó sẽ được rộng hơn và to hơn so với thông thường, bởi vì dòng tủ nó to hơn mà. Còn về phần thiết kế thì cũng khá giống cái con đầu tiên em giới thiệu cho mọi người thôi, cũng không có gì nhau cả, đúng không ạ? Không có gì nhau cả. Con này thì đặc biệt hơn là nó sẽ có thêm cái khu vực lấy nước bên ngoài, cái khu vực lấy nước bên ngoài mà con tủ đầu tiên nó không có, đúng không ạ?
Con tủ đầu tiên không có, con thứ hai là có thêm cái khu vực hộp để lấy nước bên ngoài. Và tất nhiên khi mà có thêm một cái chức năng thì giá tiền nó sẽ cao hơn thôi nhá. Với 12 triệu 200 cho con thứ hai và 9 triệu 290 cho con đầu tiên. Đấy, con to này chúng ta có thêm lấy nước bên ngoài, bảng điều khiển điện tử bên ngoài. Toàn bộ thì được bảo hành điện tử là 2 năm cho toàn máy và 15 cho máy lén. Con tiếp theo ở phía bên này là một con tủ cũng thiết kế mặt gương. Con thứ hai là mặt gương soi, mà các bác điều tra là con thứ hai này em giới thiệu nó là mặt gương soi được, các bác nhìn thấy soi phản chiếu từ bên ngoài sang này. Con đầu tiên các bác soi được nhưng nó mờ hơn này, các bác nhìn thấy nó mờ không? Đoạn, nhìn cái điều khiển, nhìn cái hình ảnh của em này nó mờ này. Các bác nhìn thấy hình ảnh bên này nó rất chìa sáng luôn, rất chìa sắc nét. Và con thứ ba của nó cũng được thiết kế mặt soi như vậy, con này thì soi sáng hơn nữa, các bác nhìn thấy này soi rất sáng luôn, nhìn thấy hình ảnh nó rõ nét 100%. Con này cũng là con soi nhưng nó hơi mờ, các bác nhìn thấy đúng không ạ? Từng một cái mặt gương một mà cho ra các bác những cái hình ảnh nó khác đi. Mà con mặt soi hoàn toàn như thế này thì có ký hiệu là AQR-B350MA.GM là màu mặt gương soi các bác nhá. Dung tích của chúng ta sẽ rơi vào là 292 lít, công suất là 376 kW trên 1 năm, tương đương khoảng một số điện trong 1 ngày. Model là con mặt gương soi là con B350MA của nhá. Các bác nhìn thấy mặt gương soi này nhìn rất sáng luôn. Có ngăn đông mềm rồi, tất nhiên là sẽ có ngăn đông mềm và ngăn chuyển đổi đa năng ở đây rồi, Magic Room ở đây rồi. Phía bên trên là không gian của các ngăn, nó khá là tương đồng so với dòng khác thôi. Nó không có quá nhiều sự thay đổi về phần thiết kế của các dòng tủ như thế này. Chỉ khác nhau về chúng ta về phát kế cái phần mặt thôi, mặt ngoài thôi các nhá. Ba con này sẽ thiết kế về phần mặt ngoài này khác nhau. Một con là mặt gương mờ hẳn các nhá. Con đầu tiên là cái con mặt gương nó mờ hẳn như này. Con thứ hai này các bác có thể mặt gương soi sáng hơn một chút. Con thứ ba của chúng ta sẽ là mặt gương soi sáng hẳn luôn. Soi sáng hẳn luôn đúng không ạ? Rất chỉ là khác biệt. Và khi mà các bác không muốn mặt gương thì có con mặt gương là B350 này, em đang bán với giá nó bao nhiêu? 10.260.000. 10.260 con này nha các bác nhá. Đấy, con dung tích 292 lít B350MA. Còn các bác muốn không lấy mặt gương thì các bác lấy cho em những cái dòng mặt thép như này. Mặt thép như này. Đấy. Mặt thép là con B390MA. B390MA, đuôi của nó là đuôi SLB màu xám. Nó sẽ là mặt thép màu xám. Dung tích là 324 lít hàng của Việt Nam mà công suất tiêu thụ điện là 382 kW trên 1 năm. Tương đương hơn một số điện một chút trên một ngày. Đấy, dung tích rất to là 324 lít mọi người nhá. Thiết kế của nó là thiết kế mặt thép ngăn đá ở phía dưới. Còn vào phần cấu hình bên trong thì chắc là em cũng thấy giống nhau thôi. Đây. Cũng không có quá nhiều khác biệt đúng không ạ? Cũng sẽ là ngăn Magic Room, ngăn rau củ quả và các ngăn mát, ngăn cánh và ngăn đông. Không gian bên trong thì các dòng tủ này em thấy nó na ná giống nhau thôi, nó không khác gì cả. Thiết kế cái mặt khác nhau thôi. Với con mặt này thì dung tích 324 lít, giá tiền chỉ có 8 triệu 990 thôi, rẻ nhất trong 4 con này. Rẻ nhất trong 4 con, nhưng mà nó được dung tích to nhất. Vì nó không có thiết kế mặt gương, mặt thép bình thường thôi. Một con tiếp theo là con thiết kế mặt gương soi, dung tích bằng con mặt thép bên này. Con này là con B390, thì con này con B380, 324 lít. Nó là dòng thiết kế cái mặt của nó là mặt soi được như thế này. Mặt các bác soi rất sáng nha, em zoom lại các bác xem. Mặt rất sáng luôn, cực kỳ sáng. Giá tiền đang bán là 10.950.000, 10.950 cho con tủ B AQR gạch ngang B380MA, màu sẽ là màu GM, 324 lít, công suất 386 kW trên 1 năm. Đấy, mặt gương soi rất đẹp luôn. Và phủ tràn là 4 viền. Phủ tràn 4 viền. Mở cửa ra các bác nhé. Không gian bên trong thì chắc không có gì thay đổi. Vẫn là ngăn chuyển đổi, ngăn rau củ quả và các ngăn ở phía trên thì ngăn đâu là ngăn mát, cánh tủ các thứ. Con này không có lấy nước ngoài. Đấy, không có bên dưới. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Con này là cái con tủ mà giống như cái con tủ thứ ba mà em giới thiệu. Đó là mặt gương chúng ta soi sáng quắc như này. Con này con B350MA. Thì con này sẽ con B380MA to hơn. Con kia là 292 lít thì con này là 324 lít. 324 lít là 10.950, còn con nhỏ phía bên này 292 lít B350 thì chúng ta bán với giá là 10.260.000 đúng không ạ?
chênh nhau khoảng 1 triệu đồng hơn 1 triệu đồng cho cái dung tích của nó. Con cuối cùng trong cái video lần này là 1 2 3 4 5 và con thứ 6 đó là con tủ B380. Cũng thuộc dòng tủ B380 là có 3 con 1 2 3 đúng không ạ? 3 con tủ B380, một con là mặt thép, một con mặt gương soi và một con là mặt cũng mặt gương nhưng nó là mặt gương mờ. Mọi nhìn thấy mặt gương mờ, soi soi mờ và có thêm cả cái hình kẻ caro nhìn rất đẹp luôn để làm cái tiệm điểm nhấn cho con sản phẩm này. Có lấy nước bên ngoài mọi nhá. Có lấy nước bên ngoài. Giá là 11.830.000 cho mẫu tủ Aqua tiếp theo của chúng ta là B380. B380 MA màu thế nào? VGP.U1. Đấy là cái mẫu đen sản phẩm 320 lít, công suất là 378 kW/1 năm, vẫn là hàng Việt Nam. Không gian bên trong thì chắc cũng không có thay đổi quá nhiều. Con này với công nghệ làm lạnh Maric Cooling Delfest. Còn đối với các dòng khác sẽ là cái dòng làm lạnh bằng công nghệ 360 độ Cooling. Đấy, như con này là công nghệ làm lạnh là Maric Cooling với công nghệ Delfest làm lạnh là siêu Việt. Với dòng này cũng có thiết kế ngăn các thứ giống hệt nhau, các thứ đồng đều nhau, đều có ngăn giữ ẩm này. Đó. Con này thì có lấy nước ngoài, mọi người đấy thấy em số có hộp lấy nước ngoài, cánh có lấy ngoài. Những cái dòng nào có lấy nước ngoài thì hộp cánh nó sẽ có thêm cái hộp nước đó. Với 11.830.000 cho con tủ, 11.830 cho con tủ tiếp theo chúng ta, thiết kế rất đẹp luôn. Ngăn đá chúng ta cũng có một cái khu vực ngăn bảo quản nhé, mà anh thấy rất đẹp. Như vậy là chúng ta điểm qua 6 sản phẩm tủ lạnh của Aqua với dung tích từ hơn 200 đến gần 400 lít của thương hiệu Aqua. Ngăn đá phía dưới có những con mặt thép, có những con mặt gương mờ, gương soi và gương soi sáng cho cả các dòng tủ bé và tủ to. Các bác nào đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội để đặt hàng của nhé. Bên em giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí 20 km đầu tiên và bảo hành đổi mới trong 30 ngày nếu TV gặp lỗi của nhà sản xuất. Bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà và hỗ trợ bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà và bảo hành máy lén là 10 năm tại nhà. Đấy, các bác bảo hành rất là lâu dài về sau. Mọi người mua sắm liên hệ trực tiếp với số hotline là 0974178586 để đặt hàng. Ok, thì em đang xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.